đoàn Taylor Kid với phần biểu diễn vô cùng hoành tráng vừa rồi. Phùng thích quá chị Hằng Nga ơi, các bạn múa rất là đẹp và duyên dáng và dịu dàng nữa. Và bây giờ đi. Cảm ơn các bé rất nhiều. Các bé ơi, chúng ta cùng nán lại sân khấu với đội hình rất là đẹp vừa rồi nha. Để mẹ Hồ Tiểu Hương sẽ cùng quý đại biểu với đội hình với chúng ta một cái hình lưu niệm. Mời các con lên sân khấu. Một tiết mục bảo màng được ấn tượng ngàn năm sen nở qua phần biểu diễn của các bé đến từ vũ đoàn Kiếp. Phần biểu diễn vô cùng ý nghĩa với phần biểu diễn giao lưu của vũ đoàn Taylor Kiếp và các em tại trung tâm nhi đạo quê hương. Rồi các bé, cho chúng ta ổn định chỗ ngồi, sau đó ta tham dự chương trình tiếp trong buổi tối.